Dạ vâng, cửa hàng Nông Cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đúng So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và số đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Đó, dạo thời gian gần đây thì cửa hàng chúng em lại không hay lên những dòng máy cắt cỏ máy. Thì hôm nay thì cửa hàng chúng em mới soạn được một lô máy cắt cỏ để tiếp tục phục vụ cho các bà con cũng như là đang theo dõi kênh của cửa hàng chúng em các bác nha. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lên một lô máy cắt cỏ gồm những thương hiệu như G2K Komatsu Genowatt đấy ạ, và Echo Curit. Hôm nay tổng cộng là có 7 con quý khách hàng nha. 7 con mẫu này là đa số của nó là toàn là nọc 34 ly, công suất 26cc để về phục vụ cho bà con nhỏ gọn sử dụng gia đình cũng như là cắt vườn nhà đồ linh tinh các bác nhá. Những mẫu máy cắt cỏ này là hiện tại tại cửa hàng chúng em là đang bán chạy rất là chạy ngoài thị trường luôn. Đó, bởi vì hàng bãi Nhật đã qua sử dụng và cam kết cho các bác lô máy này là nguyên zin nguyên bản 100% các bác nhá. Hàng chưa bung chạm máy móc, chuẩn zin đét tại Nhật về luôn. Đó, hôm nay thì cửa hàng chúng em đánh dấu là lô B1 cho tới B7 đó. Và khi các bác đặt hàng máy của bên em thì sẽ được kèm cho bác một ổ phát cước này, một dây đeo theo máy đó, một con dao, tặng thêm một cái buji để sơ cua, một tip mở buji và một tô vít chỉnh các bác nhá. Đấy, đây là tổng cộng là gồm phụ kiện kèm theo của cây máy. Và tổng thể trên này, lô trên này là đây là cửa hàng chúng em là đã báo giá công khai hết rồi đó. Máy móc cửa hàng chúng em cam kết cho các bác là tới tay các bác là dọn nổ ngon lành, máy móc nổ ngon lành từ A tới Z các bác nhá. Nòng hơi thì các bác không cần phải lan tan gì cả, máy móc thì cam kết cho các bác là bao zin nguyên bản 100%. Đầu tiên là con B1 1.950.000 G2K đó. Con này là dây ga, tay ga nguyên zin của nó cùng nguyên zin này đấy. Đầu bò thì đảm bảo cho các bác là nguyên zin từ A tới Z luôn nhá. Đó, đây là con B1 ạ, 26cc, hàng Genowatt, Komatsu Genowatt, máy móc đẹp tình trạng này, cực kỳ VIP luôn các bác nhá, mặt tiền quá là sáng sủa luôn này. Cửa hàng chúng em đang bán con này với giá là 1.950.000 là con B1 ạ, đó, G2K. Qua tiếp con B2 là cũng là con G2K các bác nhá. Con này thì máy móc nguyên zin nguyên bản, chế nguyên zin từ A tới Z. Đó, con này thì không được đẹp bằng con B1 nên cửa hàng chúng em bán với giá là 1.900.000. Đó, mặt tiền con này, ốc thì đảm bảo cho các bác là đẹp nguyên zin rồi, ốc quá đẹp luôn nha. Đó, qua tiếp con B3 cũng là con G2K, G2K 1.950.000 một con máy này, Genowatt Komatsu. Đó, cực kỳ đẹp. Dạ vâng, qua tiếp con B4 là một con cũng G2K. Con này thì ngoại hình của nó thì cũng có phần hơi xấu một tí xíu, nhưng mà tổng thể nội thất nòng hơi bao zin nguyên bản luôn các bác nhá. Nòng zin bao zin, máy móc cực kỳ đẹp. Nội thất thì không chê điểm gì, con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 1.800.000. Đó, đầu bỏ. Nói chung là cam kết cho các bác và máy lô máy ngày hôm nay là chuẩn zin từ A tới Z. Qua con B5 cũng 1.950.000, máy móc cực kỳ đẹp, Komatsu Genowatt, dây ga nguyên zin. Đó, dạ, qua con B6 và B7 là hai con máy cắt cỏ. Con này là hiệu Echo Curit, có tích hợp chụp giật trợ lực các bác nhá. Hai con mẫu máy cắt cỏ, nòng 34 ly, công suất 26cc, rất là nhỏ nhẹ, có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác luôn, về giật nhẹ nhàng. Con B6 cả chúng em đang bán với giá là 2 triệu, và con B7 là 2.050.000. Đó, tay nắm giật zin nguyên bản, tay cầm tay nắm zin, đầu bò hết nguyên zin từ A tới Z. Đó là tổng thể là gồm có 7 con trong ngày hôm nay. Đó, do là trời rồi, ngoài trời rồi, đang cũng tối tối rồi nên là
Cửa hàng chúng em làm cái video nhanh nhanh để quay cho các bác nào mà muốn có nhu cầu mà cần một chiếc máy cắt cỏ thì liên hệ cho cửa hàng chúng em các bác nhé. Đó, còn bây giờ thì nó test nổ thì nó cũng là một cái video test nổ thì nó cũng hơi lâu. Thì các bác nào mà muốn có nhu cầu mà muốn trong 7 cây này, các bác nào mà ưng ý con nào thì hãy kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em. Các bác có nhu cầu mà muốn test nổ con nào thì cửa hàng chúng em sẽ làm cái video test nổ riêng để gửi riêng cho các bác xem qua nhé. Còn trên video này thì cửa hàng chúng em là xin phép giới thiệu chung chung để các bác nhìn cảm thấy mà ưng ý con nào thì liên hệ cho cửa hàng chúng em. Còn các bác có nhu cầu con nào thì hãy kết bạn Zalo cho cửa hàng chúng em. Có tư vấn hoặc có thắc mắc gì thì cửa hàng chúng em sẽ gửi video thắc mắc test nổ cũng như là để cho các bác tham khảo qua. Đó, và giá thì cửa hàng chúng em đã công khai hết ở trên này rồi. Và giá trên này là cửa hàng chúng em hoàn toàn miễn phí ship các bác nhé. Hoàn toàn miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Bộ phụ kiện bên em là như đầu video đã nói rồi đấy ạ. Bộ phụ kiện. Đó. Đây là tổng cộng 7 cây máy cắt cỏ nha các bác nhé. Đều là nòng 34 ly công suất 26cc. Máy móc đã kiểm định chất lượng rõ ràng. Máy móc rất là nhiều các khách hàng ở ngoài chúng em đã sử dụng những hệ như thế này rồi. Nên là cam kết cho các bác là máy móc rất là ngon lành và bền bỉ luôn, tiết kiệm xăng đó. Và mẫu này hiện tại trên thị trường linh kiện thay thế sửa chữa cũng rất là nhiều các bác nhá. Đấy, nên là các bác không cần phải lăn tan mà khi mà máy móc hỏng cũng như là linh kiện hỏng thì không có đồ thay thế. Rồi các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng con nào thì hãy liên hệ cho cả chúng em. Đó, cả chúng em thì có nhận ship code toàn quốc nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Rồi, cả chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video sau.